Ngày hôm nay 25 tháng 9, sau nhiều ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, các địa phương trên cả nước đã tổ chức bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ với kết quả thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Ngày 25 tháng 9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Tại đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban thường vụ gồm 15 ủy viên, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.